Nhà hát Quỷ Fosun nằm trên con phố tài chính Burn tại Thượng Hải là một tổ hợp kiến trúc được thiết kế bởi công ty kiến trúc của Norman Foster và studio của nhà thiết kế Thomas Hedwig. Nơi đây đã trở thành một điểm đến nổi tiếng tại Thượng Hải. Công trình rộng 190.000m2 này vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện và những hình ảnh của nhiếp ảnh gia Lorian Kinitoy cho thấy phía bên ngoài của nhà hát đã được xây dựng xong. Phía bên ngoài tòa nhà được lấy cảm hứng từ nhà hát kinh kịch truyền thống của Trung Quốc. Thiết kế bên ngoài được thực hiện bằng các ống thép không gỉ, mạ màu đồng, trông giống những thanh tre, xếp song song với nhau, tạo thành 3 lớp rèm, che phủ toàn bộ mặt trước công trình. Các thanh thép này có thể chạy trên trục mô tô điện, tự di chuyển theo chương trình lập trình sẵn. Lớp rèm tre di chuyển sẽ để lộ các khung cửa sổ bằng kính và thanh lan can màu vàng. Khi thiết kế lần đầu tiên được công bố, các kiến trúc sư đã mô tả mặt tiền này như một tấm màn che, thích nghi với việc thay đổi công năng sử dụng của tòa nhà và để phần ban công hướng về phía phố đông. Bên cạnh việc có khán phòng chính, tòa nhà rộng 4.000m2 cũng chứa một loạt các phòng triển lãm và không gian tổ chức sự kiện. Đây là công trình đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa công ty thiết kế Foster và Hedwig Studio. Cả hai công ty đều đã từng hợp tác với các kiến trúc sư và nhà thiết kế lớn khác trên thế giới. Hedwig Studio đang làm việc với công ty Peak của Đan Mạch để xây dựng các tòa nhà Google HQ tại California và London. Trong khi đó, công ty thiết kế Foster kết hợp với kiến trúc sư người Mexico Fernando Romero để thiết kế sân bay tại Mexico City. Công ty thiết kế Foster cũng đang hoàn thành một dự án lớn khác, đó là khuôn viên mới cho Apple. Trong khi đó, Hedwig Studio cũng vừa hoàn thành một trong những dự án quan trọng nhất từ trước đến giờ, đó là bảo tàng nghệ thuật đương đại Zeus ở Cape Town, Nam Phi. Từ ngày rộ lên tin đồn, một người đàn ông nghèo rất mồng tơi đến khấn vái tại ngôi miếu, sau đó trúng độc đắc. Nhiều đối tượng nghiện lô đề thường xuyên tụ tập đến một ngôi miếu vô danh tại khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để lên đồng cầu cơ, mong được đổi đời. Để tìm hiểu rõ hơn về ngôi miếu vô danh, nơi được giới cờ bạc rỉ tai nhau là lên đồng cầu cơ linh nhất thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã tìm đến ngôi miếu vô danh trong một ngày đầu tháng 6. Nằm sâu trong khu biệt thự Thành Xuân, ven rạch Bà Cả Bốn được che khuất bởi tán lá của những cây cổ thụ lớn rất khó nhìn thấy. Ngôi miếu mang trong mình một dáng vẻ cổ kính và đầy tâm linh. Người dân ở đây cho hay, ngôi miếu đã có 100 năm tuổi, từ năm 1914 do một người dân giàu có trong vùng xây dựng để làm nơi thờ cúng. Về sau, khi người đàn ông ấy mất đi, gia đình bị phá sản, không ai đến đây để trông coi nữa nên ngôi miếu đã trở thành miếu hoang. Mãi đến những năm 90, có một số người dân hảo tâm đã góp tiền trùng tu lại miếu để ngôi miếu được khang trang hơn. Từ đó đến nay, ngôi miếu đã nhiều lần được trùng tu, sửa chữa. Nhưng thời gian đó, do không có ai trông coi nên ngôi miếu thường xuyên trở thành nhà cho những con nghiện đến hút chích vào ban đêm. Đến thời điểm một vài tháng gần đây, có một người đàn ông hành nghề xe ôm tên Sáu và mỗi buổi sáng đều đến quét dọn, thắp nhang và tụng kinh tại ngôi miếu này nên ngôi miếu trở nên bớt hoang sơ, quạnh vắng. Tuy nhiên, để tìm gặp được ông Sáu rất khó vì ông rất né tránh tiếp xúc với mọi người. Anh Nguyễn Huy Quang, một người dân sống tại khu vực cho biết, ông Sáu đến lúc sáng sớm quét dọn tụng kinh xong rồi đi, chiều tối lại đến quét dọn thêm một lần nữa. Nhiều lần tôi có trò chuyện, nhưng ông chẳng nói gì ngoài cho biết mình tên Sáu, hành nghề xe ôm. Còn lý do ông đến đây thì chúng tôi không biết được. Anh Quang còn cho hay, từ ngày có ông Sáu đến quét dọn sạch sẽ thì ngôi miếu trở nên khang trang hẳn, các con nghiện cũng ít lui tới hơn. Tại ngôi miếu vô danh này, hiện nay đang lưu giữ khoảng 20 bộ hài cốt, vẫn chưa xác định được thân nhân. Khi hỏi về những bộ hài cốt này, ông Bùi Anh Cường, người dân sống gần ngôi miếu cho biết, cách đây vài năm, khi nạo vét rạch Bà Cả Bốn, người dân phát hiện một vài bộ hài cốt
không biết đem đi đâu để thờ cúng nên người dân mang đến miếu để. Lúc đầu chỉ vài hũ đựng hài cốt, nhưng về sau có một số người mang hài cốt từ đâu đến để thêm vào đó, nên hiện nay có khoảng 20 hũ đựng hài cốt tại miếu, anh Cường cho biết thêm. Khi ngày càng nhiều những bộ hài cốt vô danh được mang đến đây, thì tại đây cũng xuất hiện nhiều lời đồn đoán rất rùng rợn về ngôi miếu này. Người thì nghe bảo thấy cục lửa phát sáng ở ngọn cây cổ thụ gần miếu, người thì nghe tiếng khóc của oan hồn lúc nửa đêm trong miếu. Sau những lời đồn ma quái, nhiều người dân không dám đến đây vì sợ bị vong nhập nên ngôi miếu trở nên vắng lặng. Đến khi xuất hiện lời đồn về người đàn ông nghèo rớt mồng tơi đến khấn vái tại miếu, đến chiều trúng độc đắc thì ngôi miếu trở nên tấp nập và dần trở thành nơi cầu đỏ đen của những kẻ mê lô đề cờ bạc. Khi những lời đồn về sự linh thiêng của ngôi miếu được lan truyền đi thì những đối tượng mê cờ bạc cũng dần lân la tìm đến ngôi miếu để cầu cơ mong trúng số đề. Tại ngôi miếu hiện nay có 5 bàn số, ghi số thứ tự từ 0 đến 9 do các đối tượng mê cờ bạc lập nên và các cô cậu chuyên nói chuyện với cõi trên cũng xuất hiện từ đó. Để tìm hiểu về chuyện lên đồng cầu cơ tại ngôi miếu này, trong vai những người đi xin số đánh đề, chúng tôi đã đến ngôi miếu để theo dõi hoạt động của các đối tượng đến cầu cơ tại đây. Trong ánh sáng mờ ảo của ánh đèn dầu, tại ngôi miếu nhỏ rất đông người đến để cầu cơ, hầu hết đều là phụ nữ. Tại đây có 5 bàn cầu số do 5 cô cậu tự xưng là người bề trên nói chuyện được với cõi âm lập ra. Thu hút đông đảo người nhất là bàn cầu số nằm ở góc trái ngôi miếu nơi đặt những bộ hài cốt vô danh. Người ngồi lên đồng tại địa ấy là cậu Năm, cậu được nhiều người cho rằng là cho số linh nhất ở đây nên rất nhiều người đến thỉnh số từ cậu. Cậu Năm khoe với mọi người rằng cậu đã từng cho phước một người ở quận nhất trúng hàng chục tỷ, người ấy đòi rước cậu về phụng suốt đời nhưng cậu không chịu. Cậu muốn ở đây làm phúc cho người khác, đó là sứ mệnh của cậu mà trên giao. Sau khi nhìn người đến chỗ mình đã khá đông, cậu lệnh cho mọi người quỳ xuống khấn vái. Sau đó cậu trùm một chiếc khăn lên đầu, luôn miệng đọc những câu không ai hiểu ý nghĩa. Khi đọc xong những câu thần chú, cậu vùng đứng dậy la hét thật to. Cuối cùng, cậu dùng một số tiền đồng cổ rải lên trên mặt, di chuyển đồng tiền đến các con số và đọc số cho mọi người. Khi cho số xong, cậu bảo với mọi người là tạ lễ tùy tâm. Sau đó mọi người lần lượt đặt tiền vào chiếc đĩa của cậu. Theo quan sát của chúng tôi, mọi người đặt tiền tạ lễ, người ít thì 200.000 đồng, người nhiều thì khoảng vài trăm đến 1 triệu đồng. Chẳng mấy chốc, số tiền tạ lễ của cậu Năm đã lên đến vài triệu đồng. Tại một số bàn số khác cũng xin số bằng hình thức lên đồng và dùng trứng gà để gọi hồn về xin số. Theo một số người dân sống tại khu vực thì hàng đêm từ 22 giờ đến 1 giờ sáng là thời điểm mọi người kéo đến cầu số đông nhất vì mọi người cho rằng đó là giờ linh. Những người đến đây hầu hết đều là người dân sống tại thành phố Hồ Chí Minh ham mê đỏ đen mà lặn lội tìm đến ngôi miếu. Nhiều lần để ngăn chặn nạn lên đồng cầu cơ, tại ngôi miếu, người dân đã mua ổ khóa để khóa cổng lại, nhưng khóa liên tục bị các đối tượng đến đây cầu cơ bẻ gãy, nên người dân sống trên khu vực đành ngậm ngùi chấp nhận nghe những tiếng la hét vào lúc nửa đêm. Khi được chúng tôi hỏi ngôi miếu này có thật là cầu cơ linh nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hay không, thì những người dân sống ở đây đều cười và bảo, chú nghe ở đâu thế? Nếu quả thật lên vậy, thì chúng tôi cần gì phải đi làm? Mỗi tối ra đây cầu một con số, chịu đánh kiếm sống qua ngày, có khi làm tỷ phú, chứ làm chi cho nhọc thân. Về chuyện một số người cầu số ở đây trúng rồi đến tạ lễ, ông Bùi Anh Cường xác nhận là có, nhưng rất hiếm. Khoảng vài tháng, một tháng mới có người mang đến đây cũng ít trái cây và bảo do mới trúng được ít tiền, còn lại thì đa số vẫn trắng tay. Hôm trước, có một bà ở Tân Kỳ Tân Quý xuống đây cầu, có ghé lại trò chuyện với tôi. Bà đi cầu suốt 20 hôm mà không trúng, hỏi tôi có biết thầy nào cho số hay không chỉ với. Tôi lắc đầu và khuyên bà từ bỏ chuyện cầu cơ ở miếu này. Từ hôm đó đến nay, không thấy bà lui tới nữa, ông Cường cho hay. Chuyện tâm linh tín ngưỡng là chuyện tự do của mỗi con người, nhưng lợi dụng tâm linh để cờ bạc, trục lợi thì đó là việc cần lên án, một người dân bức xúc bày tỏ với chúng tôi.